Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nội dung Hyperlink, cách tạo các liên kết cho đối tượng từ trang này sang trang khác. Bây giờ mình sẽ tạo một bài tập trang chủ có 3 ô 1, 2, 3, và khi mình kích vào ô số 1 thì sẽ ra một trang mới là một hình ảnh. Sau đó hình ảnh đó sẽ quay lại trang chủ để tiếp tục chơi. Mình đã tạo xong 3 ô rồi. Và tiếp theo là mình sẽ tạo 3 trang phía sau để tạo đường link. Mình sẽ chèn 3 trang, mỗi trang là một hình ảnh nhé. Rồi, mình đã chèn xong mỗi trang là một hình ảnh rồi. Việc tiếp theo, mình sẽ tạo một nút back quay lại từ 3 trang phía sau về trang chủ để chơi tiếp nhé. Mình gọi Insert, Shape, sau đó mình vẽ hình mũi tên nào. Mình đã xong phần thiết kế, bây giờ mình sẽ tạo Hyperlink cho các đối tượng nhé. Mình sẽ tạo Hyperlink cho số 1, ô cửa đầu tiên. Mọi người chú ý là không kích vào số như xuất hiện trên màn hình. Đó là mình tạo Hyperlink cho số 1 thôi, chứ không tạo Hyperlink cho cả ô cửa. Mình sẽ kích vào Insert, vào Hyperlink, biểu tượng quả cầu đó. Đó là cách 1. Cách 2, đó là mình sẽ kích chuột phải và mình chọn Hyperlink. Sau đó mình chọn Place in this document và mình chọn slide mà mình cần liên kết đến. Số 1 mình sẽ liên kết đến trang có hình bác gấu nhé. Số 2, mình liên kết đến trang có hình con cún. Ô số 3 mình liên kết đến trang có hình con sư tử. Như vậy mình đã tạo liên kết xong cho 3 ô số rồi. Việc tiếp theo là mình sẽ tạo liên kết quay trở lại từ các trang về trang chủ. Mình lại vào tiếp tục Hyperlink và chọn về trang chủ nhé. Đó, như vậy mình đã tạo xong Hyperlink cho các ô số và Hyperlink cho nút back quay lại để chơi tiếp tục. Bây giờ mình trình chiếu nhé. Mình chọn ô số 3. Ô số 3 là hình con sư tử đúng không ạ? Bây giờ mình kích vào nút back.
Mình chọn ô số 1 là hình bác gấu và chọn nút back để chơi lại. Mình chọn ô số 2 là hình con cún và back quay trở lại trang chủ. Như vậy mình đã hướng dẫn mọi người phần tạo hyperlink để liên kết các ô số tới các trang rồi đấy. Các bạn hãy theo dõi các video tiếp theo để có những trò chơi nâng cao và bổ ích hơn nữa nhé.